Thưa quý vị, để giải phóng hơn 300.000 con heo đang bị tồn đọng, đại diện Sở Công Thương Đồng Nai vừa đề nghị thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tiêu thụ khoảng 10.000 con heo của tỉnh này một ngày. Tuy nhiên, từ các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện công suất giết mổ của thành phố cũng đã đạt đỉnh điểm và khó có thể thu mua thêm. Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh này đang có đàn heo khoảng 1,8 triệu con, trong đó có hơn 300.000 con trên 80 kg, đó là chưa kể lượng heo nái trên 100 kg. Nếu không tiêu thụ kịp thì trong vòng 3 tháng tới, lứa heo đang lớn lại đến ngày xuất chuồng, khiến lượng heo tồn đọng tiếp tục tăng lên. Hiện tỉnh này đã triển khai 11 điểm bán thịt heo Việt Gáp ở dạng liên kết từ thu mua đến giết mổ và bán trực tiếp. Tuy nhiên, các điểm bán này cũng không giải phóng được bao nhiêu. Do đó, Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hỗ trợ tiêu thụ khoảng 10.000 con heo một ngày nhằm giải quyết hết lượng heo tồn trong vòng 1 tháng tới. Trong khi đó, theo đại diện từ các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, lượng heo giết mổ tại các doanh nghiệp cũng như lượng heo về các chợ đầu mối đã ở mức kỷ lục, rất khó tăng thêm. Cụ thể, Vissan cho biết lượng heo giết mổ bình quân của doanh nghiệp này là khoảng 1.200 con một ngày, nay đã lên 1.800 con một ngày. Tại chợ đầu mối Bình Điền, mức tiêu thụ trung bình trước đây là 2.700 con một ngày, nay cũng đã lên từ 3.000 đến 3.300 con một ngày. Hay tại chợ đầu mối Hóc Môn thì từ 5.000 con một ngày lên 5.700 con một ngày. Do đó, các doanh nghiệp nhận định nếu lượng heo tiếp tục dồn về thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay thì giá sẽ còn tiếp tục giảm. Như vậy, khó đạt được mục tiêu hỗ trợ để ổn định giá bán cho người chăn nuôi bớt lỗ.